Em tên là Kim Dung, hiện tại đang là học sinh lớp 12 học tại Hà Nội. Trước đây là ban đầu là em bắt đầu là tức là kiểu lúc đầu em cảm thấy bị đau ở chỗ này. Em nghĩ là do kiểu bình thường em cũng hay đau người thì em cũng kệ. Nhưng mà sau rồi đến một thời gian sau là em kiểu nó bị lệch hẳn ra ấy, là em nhai bị đau rồi đến cái mức độ ấy nhất. Trước khi mà em đến đây là lúc đấy là em không mở được mồm nữa. Là lúc đấy mồm em chỉ kiểu mở được một nửa thôi. Ở đấy là em không ăn được gì, em có tìm trên mạng thì em có search triệu chứng của em ấy, thì nó ra cái bệnh lý như thế, thì em search chỗ điều trị thì nó ra nha khoa của mình đầu tiên ấy, thì em có đến đây để kiểm tra. À, lúc đấy em có gọi điện theo số hotline, thì kiểu anh chị cũng tư vấn nhiệt tình, xong cũng cho em hẹn lịch để đến bác sĩ gặp trực tiếp và tư vấn cho em. Khá là nhiều ấy, tại vì lúc ấy em kiểu không chỉ không ăn uống được ấy, mà kiểu lúc ấy em bị kiểu mỏi hết cả vai ấy, cổ xung quanh này, kiểu hôm ấy em ngồi học mà kiểu em chỉ ngồi học có 30 phút thôi, kiểu em không chịu được ấy. Tức là nó bao gồm cả bị đau vai gáy, xong rồi bị đau đầu, có những lúc em đau bị nhói cả đầu lên luôn ấy, nhói trong phòng kiểu vài giây, 30 giây nhưng mà kiểu nó rất đau ấy. Xong rồi kiểu về sau khi mà em đến đây có điều trị thì nó có đỡ hẳn, là em không bị mỏi vai các thứ nữa. Bác sĩ bảo là em bị viêm khớp thái dương hàm. Thì tại vì cái của em mà đến lúc ấy là bác bảo là em đến vừa kịp thời ấy. Tức là nếu mà để lâu quá thì nó sẽ bị lặng hơn ấy. Lúc ấy thì bác sĩ bảo là cái của em thì sẽ điều trị trong 6 tháng. Là bác sẽ làm bằng ngay cho em, xong rồi kiểu đến chỉnh theo giai đoạn. Đến thì ngay cái hôm đầu tiên là lúc ấy bác còn nắn để cho nó về cái bình thường, là lúc ấy bác bảo là phải đưa cái hàm ra đằng bên ngoài để cho nó cái bên trong này nó kiểu nó ổn định lại, nó không bị thương nữa, rồi mình mới đưa lại. Thì lúc ấy bác có nắm cho em là hôm ấy về là em có thể cử động miệng bình thường được luôn. Xong rồi lúc ấy em có đeo máng trong vòng một tuần để nó ổn định, còn về sau thì em chỉ được đeo vào đấy vào ban đêm thôi. Hôm ấy về là nó giảm luôn, tức em có thể ăn uống như bình thường luôn. 2 tuần đầu tiên là đeo cả ngày cả tối, xong 2 tuần tiếp theo là chỉ đeo buổi sáng thôi. Xong rồi hình như là 1-2 tuần gì đấy, đến gần đây là em không phải đeo nữa thì phải. Đúng rồi. Trang thiết bị ở đây thì em thấy rất là hiện đại. Thế cái em thấy nó cũng sạch sẽ, xong rồi sạch đẹp. Còn về thái độ phục vụ các thứ của nhân viên thì em thấy rất là ok. Mọi người rất là nhiệt tình đấy, kiểu làm cho em thấy cảm giác rất là thoải mái. Kiểu cái hôm đầu tiên em đến, kiểu cả bác sĩ với lại các chị điều dưỡng nói chuyện với em rất vui, cả hôm ấy mặc dù đang điều trị nhưng mà em cũng cười nhiều ấy. Còn về chuyên môn của bác sĩ thì không phải nói luôn, tại vì khi mà anh Tùng nói chuyện với em ấy, em cũng cảm thấy rất là kiểu cảm thấy rõ cái chuyên môn của anh ấy, tức là từ cái cách anh ấy nói chuyện ấy đến cái cách anh ấy tư vấn cho em cảm thấy rất là ok, rất là tin tưởng, nghe đã thấy tin tưởng rồi. Mọi người có triệu chứng như em thì lên đến điều trị càng sớm càng tốt, tại vì nó khắc phục rất là tốt ấy. Nếu như mà để lâu thì nó sẽ bị nặng hơn ấy, và nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của mình nữa, thì lên đến càng sớm càng tốt. Em rất là cảm ơn mọi người về thời gian qua đã kiểu điều trị và tư vấn nhiệt tình với em rất là nhiều lần trong cái quá trình điều trị. Tức là kiểu mặc dù không phải là lịch hẹn nhưng mà em có vấn đề em qua, mọi người cũng rất là nhiệt tình ấy. Em rất là cảm ơn đội ngũ bác sĩ cũng như là điều dưỡng của nha khoa mình.